Xin chào các bạn, tôi là Trung Quân, hay còn được biết đến với biệt danh là Thánh Mưa. Nguyên nhân mà tôi có được danh xưng này là vì tôi từng hát những ca khúc liên quan tới mưa. Như các bạn cũng biết, Trung Quân xuất thân từ một cuộc thi âm nhạc nổi tiếng. Không may mắn đi đến vòng cuối cùng, nhưng tôi cũng luôn cố gắng xây dựng hình ảnh bản thân mình trên con đường sự nghiệp sau đó để khán giả có thể nhớ tới mình. Tuy nhiên, Trung Quân cũng có một thời gian dài hoạt động trong hoang mang và khá trầm lặng vì chưa tìm được một cú hit nào cho riêng mình cả. Cho tới khi tôi bắt đầu bén duyên với những ca khúc về mưa. Gọi mưa, dấu mưa hay chuyện mưa là những bài hát khiến khán giả nhớ về Trung Quân. Ngẫm lại, tôi hiểu đây là một cái duyên rất đặc biệt của mình trong âm nhạc. Trùng hợp, rất nhiều lần khi tôi biểu diễn hay ghi hình, trời cũng mưa ướt át, như lúc này chẳng hạn. Dần quen, mỗi khi khán giả cần đến sự mát mẻ, tươi mới, người ta lại nhớ tới tên Trung Quân. Tôi thấy mình may mắn vì đâu phải ai cũng có cái biệt danh đặc biệt như thế trong làng nhạc Việt. Cũng không nhiều người được khán giả ưu ái gọi tên mỗi khi trời nắng đến như vậy. Tuy nhiên, tôi cũng muốn bản thân mình sẽ có những bước tiến lớn hơn và đặc sắc hơn trong âm nhạc, không còn đóng đinh với những bản nhạc buồn nữa. Đó chính là lý do vì sao tôi nhận lời tham gia một cuộc thi âm nhạc vô cùng độc đáo trong năm nay. Trùng hợp thay, khi tôi đang ghi hình đoạn clip này để chia sẻ cùng khán giả thì trời lại tiếp tục đổ mưa. Tôi, Thánh Mưa, Trung Quân xác nhận tham gia Hòa Ánh Sáng The Remix 2016. Trời ơi, cái chỗ người ta đi tới cây làm sao làm nhảm hồi vậy?